Bây giờ là đi mấy đây đang đi chặt cây nhá, chặt cây để mà làm giường. Lấy cái lá chuối này sẽ đẩy lên che nắng che mưa. Vâng. Đấy là kiểu như thế. Thì tí anh em tôi sẽ quay cho các bạn xem. Làm ngủ ngoài trời luôn. Ê cabaditu. Ê. Con dê các bạn ạ. Dê với lợn đây rất là nhiều luôn. Thì bắt nào. Của nhà đây. Hả? Chạy đi đâu mày, chạy đi đâu. Đây dê với lợn là người ta nuôi, là người ta thả đi như thế này rất là nhiều. Đây là nấu cái này nhá, nấu cái này ăn. Mà anh em mà uống bia uống rượu là về ngủ hết rồi. Tôi rồi bây giờ phải thôi rồi mi. Dạ. À rồi ấy gì. Ông em đôi cục cây một đứa. Dạ. Chúng mới tụm màu. Victory này. Ok, hôm nay phu ba. Mình tôi ngon đi. Canh này ngon, hết sức bông. Canh rau canh. Ôi, ok nha các bạn. Bây giờ là anh em tôi sẽ làm giường ở đây nhá. Làm giường ở đây để ngủ ngoài trời luôn. Buổi đêm là ngủ ngoài trời để xem như thế nào. Ngủ trong nhà này thì nó cũng ok, nhưng mà buổi đêm ấy điện không có là tối lắm. Nên là mình có ý tưởng là sẽ làm giường ngoài này. Và anh em tôi sẽ ngủ và ăn uống kiểu như là sinh tồn rồi còn gì nữa. Về thăm quê mà đi sinh tồn như thế này. Bây giờ là đi mấy anh đang đi chặt cây nhá, chặt cây để mà làm giường. Lấy cái lá chuối này sẽ đẩy lên che nắng che mưa. Vâng. Đấy là kiểu như thế. Thì tí anh em tôi sẽ quay cho các bạn xem. Làm ngủ ngoài trời luôn. Ê cabaditu. Ê. Con dê các bạn ạ. Dê với lợn đây rất là nhiều luôn. Thì bắt nào. Của nhà đây. Hả? Chạy đi đâu mày, chạy đi đâu. Đây dê với lợn là người ta nuôi, là người ta thả đi như thế này rất là nhiều. Bây giờ làm giường rồi là buổi đêm là ngủ ở đây luôn. Này, nhà phải đi này. Đấy, ở trên núi như thế này luôn, chắc phải đi. Ở đây có một nhà này là nhà hàng xóm. Nhà đây có một nhà nữa và trên kia rất là nhiều nhà. Đây. Làm giường ngủ. Đấy, đây là thợ xây. Xây rất là giỏi. Sau đưa về Việt Nam xây nhà. Vâng, cảm ơn tốt. Đi không? Có bé? Ê chị kìa, sao bé? Massage. Đây là video thật bên nào đó. Cái này à? Hào. Bulat à? Hào. Ra kìa. Thì cùng xa lì. Ê xì ô liều lý sụp. Né. Ô liều lý sụp. Ở cái xa lì. Này, eo phải dạy á. Vang kìa, nó phải dạy kìa. Ôi, vang kìa, nó phải dạy kìa. come Non mais ça c'est pas ça, faire ça mon aussi tout. Sanji Yamanega tout nous robo. Sanji Yamanega tout nous robo. David. Leva, vas-y, leva, DVD. DVD. Comment ça c'est DVD? Quoi? Capable de manger. Non. Eh, cuya, ma cuya. Ah wow. Ah wow. Cuya, cuya. Non, non. Gà. Hôm nay nướng gà lên bản của mấy anh đen là mua gà là quay cái này gà phết lông lá còn nhiều này, cái này không phải phết nước nhá, cái này chỉ có đang sống đấy, gà đang sống là cứ phết như thế này thôi chứ không phải là gà người ta bỏ nước hay gì không, người ta cứ phết như thế này. Đấy là mua hai con gà ăn để giao lưu với anh em nhà của mấy anh đen, anh em con trai ấy. Đấy là giao lưu uống nước gì nhỉ, nước banana là chuối, rượu chuối người ta tự làm luôn. Chuối ấy là người ta đập dầm nhỏ ra rồi bắt đầu là người ta sẽ ngâm khoảng 3-4 ngày là thành rượu. Đấy, không biết như thế nào tí mình sẽ review cho các bạn xem. Rượu chuối người ta không mua nhá, người ta chuối trồng rất là nhiều, là người ta lấy chuối người ta dầm ra rồi là để tầm 3-4 ngày là lên men là bắt đầu là uống được. Đấy, đó là rượu chuối. Còn rượu táo này rất là nhiều, rượu ngô này người ta làm, người ta sáng chế ra rượu ấy rất là ngon. Không biết là tí mình sẽ giờ Victory đang đi mua, tí mình sẽ xem như thế nào. Mai cùi à? Amigo, como la vez que él ya fue beberla. No, muy dolor. Ah, muy dolor. Voy a llevar la calle a Moria Amadeo. No, Wiki. No, Wiki. Comprar 5 litros. Rồi, tí bây giờ cũng tối rồi. Nói gì ra nói gì. Bây giờ là Piru Come, nói thì Come nó bay. Hào đưa Hào đến với người dân châu Phi. Đây, gà nướng. Nướng siêu cay luôn. Đấy. Cái này ăn rất là ngon nhá. Qua la lẹ. Quá lá lệ. Bây giờ đi tắm anh em ơi. Trời rồi, lạnh lắm. Ở đây lạnh lắm các bạn, ở gần núi, ở gần núi gần đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở gần núi. Đúng rồi. Có mây, có sương. Bây giờ là mình phải mang khoảng 3 áo và hai cái quần. Đúng rồi. Tầm mấy cấu. Đúng rồi. Trời lạnh lắm. Đây nước không có. Lạnh. Điển không có thì ai làm điển ở đây không có ai đâu, không nhà có. Thì được mua 20 nhà ấy, 30 nhà. Đúng rồi, không thể nào mà làm nước với gì ở đây được, với là làm điển, nhà nước không cấp điển với là nước ở đây nha các bạn, ở đây là rừng núi. Đúng rồi. Ê, lạnh. Mình đi thay quần áo rồi là rửa chân rửa tay là bắt đầu lên ăn uống nhá. Mình đang làm gà ở trên rồi. Với là mua cái rượu mà người bản địa ở đây làm, đó là rượu làm bằng chuối. Đúng rồi. Vâng. Rượu làm bằng chuối. Chuối là người ta dầm ra. Chuối là người ta dầm ra nhá. Sau là người ta bỏ khoảng 3-4 ngày là lên men. Lên men là uống được. Ok, bây giờ đi. Đi. Đây rồi chứ nữa. Đây. Bây giờ buổi tối rồi, lạnh lắm. Buổi tối không có ai cả các bạn ạ. Toàn mù mây sương không. Chắc thở thôi, tôi là chắc thở đi. À, tuổi là chắc thở đi. Ở mô? Ở đây à? Rắn có à? À, đây có chuối nha các bạn. Tối quá ơi. Chà, cái này có rắn đây này. Rồi, có nước đây các bạn này. Đấy, có nước nhá. Bây giờ buổi tối rồi các bạn ạ. Chầm được không? Lên đó đừng mắc nhìn thấy luôn. À đây rồi. Đấy, bây giờ là xuống cái kia nha các bạn. Buổi tối rồi không nhìn thấy gì đâu. Xin ra cho bông à. Ui ấy. Chà. Nào, kia giờ ra đi về. Gì đâu. Nó đợt ấy xin ra tao bò, xin về dù nó tao bò. Tôi làm việc của nó về nào đã. Tôi làm việc của nó tính về. Ali và ta mai nó kì mà nào đó. Ấy gì? Mất tụi nói thì. Nó tới về nào đã. Ese cuya, ¿eh? Oh, mona, ahí digo. O sea, no ya tira coconada. Pues sí. ¿Ah? Coco tira. No era ya aquí. Come, no tengo problema. Come. Coco de gato, come tú. No comida. Ya sale que quinta de más aquí te llega yo sin nada. Ahí tú aquí sin nada, aquí te da de acá muerto. Đây buổi tối. Nói đi, muốn tụi nói đi. Nó tình về. Ali. Nó tình làm banana đã. À. Macau. Ya, eu conheço. Na minha banda, né? Na minha banda tem. Aqui não tem. Esse banana. Não gira banana nada. Esse não gira banana. Ele não cheira. Ah, yeah. Tá bem. Ele me deu cana banana junto. Ah, tá aqui tem. Sampai ba ka po. Kung do tali banana. Aki kana. Kana. Ah. Ne banana mi. Ah. Pwede na bebe. Ay ni kaya. Hena siku to kayo long gato. Hena to bondo long gato vi kwana. Na, mundo bo. Mundo ba. Bo được cụ ta bo. Nào. À depo da mai ana wa ki ku fara. Depo sayu. Depo da manya. Abanya nào. Nào. Đó rồi. Ô tình em. Đâu ba. Mai đấy. À sì. Tabe papa. Mai tret dia phải vậy. Tabe pa sì. Hena la suku hena tu kayo bola saji muela. Amigo. Tabe pa. Na que muito. Ya, muito frio. Embala suku ganha. Bo, u pega na mãe de sol. Na suku wacho mwe we ya bolo. We ya bolo. Kapo jovayo. Tingulo ni. Nó về mấy? Nó về ông là về mày bấm cái yêu rồi đi. No. Lấy thế đó. Ok nha các bạn. Bây giờ anh em tôi nấu ăn nha. Ăn phở bò. ăn phở bò nha các bạn. Đây, đây chỉ có chin su này, cái này là din cu, din đông ngủ. Cái này là chin su nha các bạn. Đấy, ăn lấy hai gói ăn. Vâng. Đấy đúng rồi, đấy đúng rồi. Đây, đây nấu cái này nhá, nấu cái này ăn. Được sợi. Mà anh em mà uống bia, uống rượu là về ngủ hết rồi. Tôi rồi bây giờ phải thôi rồi mi. Dạ. À rồi, ê gì? Ông em được củ cây mua tuổi. Dạ. Chúng mới tụm màu. Victor đi rồi này. Ok, hôm nay phu ba. Chúng mới tụm ngon. Canh này ngon, rất bông. Canh rau canh, cái rau. Nhìn đông ngủ. Dạ. Nấu cái này lên. Nước sôi. Ăn ngon không? Ngon lắm, tuyệt vời. Cái này không có ai cả nha các bạn. Đấy, bây giờ là không có ai cả. Đây, xung quanh là rừng núi. Bây giờ là người ta về ngủ hết rồi. Ở đây thì không có đèn điện hay là cũng có đèn pin gì luôn. Đấy, nó cũng vất vả. Ăn xong là tiến hành anh em chúng tôi sẽ vào trong ngủ nha các bạn. Làm giường không thành công rồi. Đây, giường. Làm giường không thành công. Đây, cái này các bạn nhìn thấy chưa? Giường này, đã làm xong đâu. Chưa làm xong. Mà không ngủ ngoài được đâu, lạnh lắm. Lạnh lắm. Ở ngoài ấy, lạnh lắm. Ở ngoài quá lạnh luôn. Phải vào trong ngủ thôi. Chứ ở ngoài ấy, lạnh chết đấy. Lạnh chết. Aquí, dormí por aquí. Nada, no. Lạnh. Quá lạnh. Nó levanta nada. Lạnh lắm. Trên núi mà các bạn, trên núi trên rừng ấy, tầm 1-2-3 giờ ấy, nó sương nó xuống lại, nước nó xuống này. Lạnh. Bây giờ vào trong ngủ cho khỏe. Mai còn đi lên thị trấn làm video rồi là nạp mạng rồi là các kiểu. Còn ở đây thì không có điện cái gì, nói chung là không thể nào mà làm được video. Nên là mình đến đây và trải nghiệm một đêm ở đây như thế nào để cho các bạn xem là cuộc sống ở bên này ấy là không có điện này, không có nước này, và nhà như thế này, ở trên rừng trên núi như thế này thì người ta sống sao, thì cũng rất là bình thường nhá, cũng rất là bình thường. Ở đây là buổi đêm là người ta đi đường là cứ túi như thế nhưng mà người ta vẫn biết đường, tại vì quen rồi. Thì tầm giờ là 20 giờ là người ta ngủ rồi. Nấu ăn là tầm 18 giờ đêm là người ta nấu ăn xong, là ăn xong rồi là ngủ luôn, chứ không đi đêm hay gì cả. Ở đây không có ai cả. Ngon tuyệt vời, ngồi cho mặt ăn khỏe mạnh. Thôi, ok nha các bạn. Thì bây giờ là anh em tôi sẽ ngủ nhá. Ngủ đây thôi. Đây, rất là thoải mái mà ấm lắm, không phải lạnh. Nó phải nhiều ấy. Dạ nào. Aquí ya phải ra tu đủ. Đấy là bây giờ là anh em tôi sẽ ngủ đây để mai 6 giờ gì đó là mình sẽ đi ra ngoài thị trấn để lấy điện còn làm video cho các bạn xem. Ok, chào các bạn nhá. Ok, chào các bạn. Đâu ca nào. Nó đây nào đó. Nó đây. Là cái